em cảm thấy vui là vui rồi. Mời em. Cay quá. Thôi em ăn đi. Mời em. Ngon em? Ngon. Dạ mấy bạn. Mai Cúc. Mày vô nhà chơi. Lấy ghế đi cho bạn ngồi. Mai Cúc. Mai Cúc ngồi ghế. Mai ngồi chơi. Nó hơi nóng một chút. Ngồi 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 chơi ngồi chơi. Ủa có ba người ở nhà thôi hả? Còn hai người kia đâu? Cúc đừng hỏi tới hai thằng đó, hai thằng đó nó bỏ đi. Còn này nè, này là con ma rắc rối. Đúng rồi, nó rắc rối vậy lắm. Dễ thương. Ủa mà có chuyện gì sao mấy bạn không kêu tụi mình qua qua đây chi cho nó mắc mệt vậy? Vậy cũng hỏi nữa. Mấy bạn mà bệnh hai má có chơi vô đâu, làm sao nói chuyện được. À, mai vậy cũng qua hỏi mấy bạn á, có ai rảnh không? Ủa, chi vậy Mai? Có việc làm hả? Có việc làm ưu tiên cho nam luôn đó, cho nên là Mai với cũng qua hỏi nè. Vậy là tôi lãnh nhất ở đây rồi đó, không ai được dành của tôi đâu. Vậy bây giờ Giang có việc làm rồi đó. Việc làm rồi phải nói sao vậy? Công việc này á ha, lương cao nè, mà công việc làm á mấy công việc nhỏ trong nhà thôi. Hả? Lương cao, việc nhỏ, rất hợp với dáng da. Nè, đây là địa chỉ nè, Giang giữ địa chỉ này đi rồi ngày mai đi theo địa chỉ này xem rồi hỏi cụ thể công việc ra sao luôn. Chỗ này hả? Ừ. Quá được. Cảm ơn Cúc nhiều nhiều. Giận luôn á. Sao vậy? Giận thiệt á. Sao vậy? Hai người qua nấu cảm ơn mình Cúc. Vừa phải thôi. Mày hiên vị. Thôi, Giang xin lỗi. Cho phép Giang được gửi lời cảm ơn đến Mai. Bỏ tài. Bỏ tài. Hai ba. Bỏ tài. Đó đều. Chứ nãy đều. Lo lao tôi sạch dưa. Thôi, để Mai với Cúc về để thôi hai má. Không cho vô nữa. Để Cường nó về chắc ha. Trời đất ơi, đây qua bên đó có chứ xíu xíu cũng đưa về nữa. Trời ơi, nhiều khi Mai qua đó cái xuống bậc thềm cứ nó có cục đá nhỏ cái Mai dấp té cái chảy da cái Cường đau lòng sao. Trời ơi, sến như con sến. Thôi, được rồi, để cho hai bạn về. Nhưng mà hai bạn lần sau qua đó đặc biệt là Cúc qua chơi lâu lâu với Giang. Không thầy quá. Mà Mai nè, vấn đề có tin tức liên lạc của Hồng không? Không. Chi vậy? Đâu có gì, tại vì lâu rồi không có gặp cho nên hỏi thăm vậy thôi. Hỏi chơi vậy mà. Vậy ha, hỏi chơi thôi. Ồ, thôi vậy về đi. Không biết, không biết. Về Cúc. Bye bạn nha. Chào, bye bye. Bye bye Mai. Không có tin tức gì luôn. Anh mời em. Anh mời em nhảy á hả? Em không có biết nhảy đâu. Thì anh sẽ dìu chứ. Hôm nay đẹp lắm. Anh định em hả? Định một người như em, đâu có gì mà lãng phí. Một người như em là như thế nào? Thì trước mặt em, anh không biết mình là ai nữa.
hình như điện thoại của em xin lỗi nha. Alo, Bình hả? À, Hồng xin lỗi nha, tại vì bữa đó Hồng kẹt mà Hồng quên báo với Bình. Ừ, vậy thôi nha, Hồng đang bận. Anh, chắc là em phải về, tại vì em sợ nhà trọ đóng cửa. Được rồi, để em về. Thôi, em tự về được mà. Phiền anh lắm. Có gì đâu, đi. Anh Anh có buồn em? Đâu có gì đâu mà buồn em. Mình đi. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. Anh tìm ai? Dạ, cho tôi hỏi thăm có phải nhà mình đang cần người giúp việc không ạ? À, đúng rồi. Mời anh vô nhà. Mời cậu. Dạ. Cậu ngồi đi. Tôi tên là Tân, còn cậu? Dạ, tôi tên Giang. À. Nè. À, cậu này là sinh viên bên nhóm người giúp việc đó. Dạ con. À, chào cậu. Đây là mẹ của tôi đó. Cậu kêu tôi là dì Ngọc được rồi. Dạ vậy con chào dì Ngọc. Con tên Giang, con là sinh viên đại học kiến trúc. Yeah. Ừ. Thôi con ngồi nói chuyện cậu Giang nha. Để làm sao nấu cơm. Dạ, gì tự nhiên. Cậu ngồi.